Bác sĩ, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cân nặng của các bác sĩ bên bộ môn MMA. Xin mời cặp thi đấu đầu tiên, hạng cân nam 60kg, Hùng Phạm Quang Duy, Phi Hổ MMA. 59.70. Chúng ta cùng đến với video tiếp theo của kênh Sao Thể Thao, và vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10, tại 204 Nơ Trăng Long đã diễn ra buổi lễ cân ký Payoff tại cho giải đấu Arena of Fighter, giải đấu mới hình thành, và đây là mùa thứ hai. Mùa giải trước thì chúng ta đã có 12 trận đấu rất là hay, và đêm nay cũng sẽ tương tự, sẽ có rất nhiều các câu lạc bộ, các võ sĩ tham dự ở sự kiện lần này. Và trước mắt chúng ta là huấn luyện viên cũng như trưởng ban trọng tài Nguyễn Phú Hiển đang đứng ra để mà kiểm tra cân ký và chuẩn bị cho buổi Payoff. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì các buổi cân ký cũng đã chính thức được diễn ra, và nhìn chung các võ sĩ đều rất hào hứng. Mình đã đến sớm và có ghi hình ảnh của cho cái buổi cân ký này để gửi đến với mọi người. Và vào ngày 18 tháng 10, tức là ngày mai thôi, sự kiện này sẽ diễn ra với rất nhiều cặp đấu rất đáng mong chờ. Và trước mắt chúng ta là Phan Gia Thuận, một võ sĩ mới giành huy chương vàng tại giải Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Gia Thuận sẽ đấu với theo thể thức Muay. Đối thủ của Phan Gia Thuận là một võ sĩ rất quen của câu lạc bộ Cali. Mọi người đợi xíu để mình check tên, và đó là Nguyễn Võ Minh Quý. Còn đây là Phạm Lê Gia Huy của câu lạc bộ Phan Tâm Thức. Gia Huy sẽ đấu với Nguyễn Bảo Thịnh của NTTQ Muay Thái Gym. Ở trong đêm này thì chúng ta sẽ có 11 cặp đấu, và sẽ có các cặp đấu của Muay và MMA hỗn hợp. Còn đây có lẽ là trận đấu hay nhất trong đêm này, đó là Bùi Trần Tấn Tài, người đang trước mắt của chúng ta. Tấn Tài sẽ gặp Nguyễn Tấn An của Phi Long Chánh Nha Trang. Tấn Tài thì là của Art Fight Tân Phú. Một trong những cái cặp đấu mà rất là hay theo huấn luyện viên Nguyễn Phú Hiển cung cấp, thì cuối năm nay cũng sẽ có một vài cái tên đi đánh One Friday tại Lomani. Và Tấn Tài cũng là một trong những cái võ sĩ đích nhắm là sẽ thi đấu One trong thời gian gần để mọi người phục vụ cống hiến với mọi người. Sau buổi Payoff thì sẽ là phần giới thiệu về luật thi đấu. Luật thi đấu tại Muay thì có lẽ nhiều anh em ở đây biết rồi. Còn lại những cái luật thi đấu của MMA thì sẽ có kỹ hơn về các phần chỏ cắm và chỏ đứng và chỏ nằm. Thì mình cũng sẽ lược qua để cho mọi người nắm được tình hình, là ở đây ban trọng tài cũng đang làm rất gắt gao về cái điều luật này, để cho các trận đấu được suôn sẻ, và các thể thức thi đấu thì sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp. Như mình đã nói thì chúng ta sẽ có 5 trận Muay và 6 trận MMA. Ở cái sự kiện lần trước thì để tí nữa mình sẽ phát lại cái bản highlight của cái sự kiện đó ở trong chính cái video này luôn. Thì sự kiện lần trước cũng đã quy tụ được 12 cặp đấu rất là hay, và đa phần các trận đấu đều ngang ngửa. Cái chính mà ban tổ chức có hỏi ý mình xem là nhận xét sao về giải đấu, thì mình có nói là về mặt bằng chung thì rất hay, rất may là giải đấu các võ sĩ có trình độ tương đương nhau, thế đâm ra là các trận đấu sẽ đa phần là đủ 3 hiệp và các đòn qua lại là có. Điều này sẽ giúp cho khán giả, những người chưa biết võ thuật thì họ cũng sẽ có phần nào về cái nền võ thuật nước nhà. Thế ngoài ra thì gọi là hay thì có lẽ là chưa thể được đâu, bởi vì là đây mới chỉ là giải đấu đầu tiên, và đây cũng là cái sự kiện đầu tiên hồi đấy đánh vào tháng 7 nếu như mình nhớ không nhầm, thì cái việc này sẽ chưa có thể thu hút được. Thế tuy nhiên thì ở lần 2 mình quay lại và thấy rằng là đã có một vài võ sĩ có tên tuổi hơn. Thí dụ như là trường hợp của Bùi Trần Tấn Tài chẳng hạn. Tấn Tài từng giành huy chương vàng tại giải tiền SEA Games diễn ra ở Campuchia năm ngoái. Và Tấn Tài cũng đã đánh được vài trận đánh ở chuyên nghiệp, Muay Thái chuyên nghiệp. Và Tấn Tài cũng là một trong những võ sĩ đăng ký thi đấu tại Road to One, một trong những giải đấu chất lượng của
ở nhà SSC để chuẩn bị cho One Championship, một bản hợp đồng giá 100.000 đô. Tuy nhiên là đáng tiếc là Tấn Tài lại để thua người đàn anh là Huỳnh Văn Tuấn ở trong trận đấu đầu tiên và Tấn Tài đã bị loại. Tuy nhiên là mọi người tin tưởng với mình là Tấn Tài là một võ sĩ trẻ và cũng rất là hay ở cái hạng cân 60 kg. Và đây là huấn luyện viên Nguyễn Phú Hiển. Phú Hiển thì đang hướng dẫn về luật thi đấu của Muay. Muay ở đây thì sẽ đánh theo luật bán chuyên, có nghĩa là các võ sĩ sẽ không mặc giáp, tuy nhiên thì các võ sĩ vẫn phải bọc khuỷu tay, và cái điều này sẽ làm giảm cho sát thương cho các võ sĩ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn về luật thi đấu của các trọng tài MMA, thì tí nữa mình cũng sẽ thua nhanh với mọi người để mọi người có thêm được cái góc nhìn về cái giải đấu lần này. Và vào tối ngày thứ 6, ngày mai, ngày 10, vào lúc 19:00 sẽ diễn ra đấu trường của những chiến binh, Arena of Fighter, sự kiện lần thứ 2 được tổ chức, địa chỉ sẽ là 204 Nơ Trăng Long của Bình Thạnh. Và sức chứa ở đây cũng rơi vào khoảng, cái nhà thi đấu ở đây là một cái phim trường, có sức chứa khoảng 150-200 khách, rất phù hợp cho những cái giải đấu mà demo hoặc là những cái giải đấu mà debut, để cho trận, để cho các võ sĩ có thể làm quen dần với bầu không khí. Đó, thì đấy là toàn bộ cái thông tin và trong buổi sáng ngày hôm nay mà mình thu nhập được, thì bây giờ mình sẽ chuyển đến với mọi người. Ngoài ra thì ở cuối video mình sẽ gửi thêm với mọi người về cái payoff cũng như là cái highlight ở sự kiện lần trước để cho mọi người nắm được cái tinh thần của giải đấu này, giải đấu Arena of Fighter, một cái giải đấu có cái kịch bản khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo của kênh Sao Thể Thao. Hãy like và subscribe kênh của mình để cho mình, anh em trong ekip sẽ có động lực và sản xuất nhiều hơn những video thể thao, và đặc biệt là video võ thuật của các võ sĩ Việt Nam tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn mọi người.